chưa có khẩn trương lắm, cho nên mọi người chắc cũng dần dần đi ra khỏi vùng sẽ bị bão vô, thì số lượng xe chạy ngược ra khỏi biển không có, tương đối cũng không có nhiều lắm. Có lẽ họ đã mua từ cả ngày hôm nay rồi, thì bây giờ số lượng không có đến nỗi mà kẹt xe, chạy vẫn là đông nhưng mà chưa có đến nỗi mà phải kẹt xe như những cái bão kỳ trước. Những cái bão kỳ trước thì xe kẹt mà đứng trên đường luôn, không có mua được, di chuyển được thì rất là khổ.
cảnh báo về bão nè. Sẽ xảy ra cho thành phố, có thể có một cơn bão lớn và cũng có thể chỉ là một cơn mưa nhỏ, thì hy vọng chỉ là một cơn mưa nhỏ và gió chút đỉnh nhỏ nhỏ sẽ làm tươi mát một thành phố và mọi người sẽ được bình an, thì mình hy vọng sẽ là một cơn bão nhỏ. Mà thật ra nó cơn bão này cũng không đến nổi, nhưng mà mình cũng không ai dự báo trước chắc chắn được. Nhiều khi mình dự đoán, nhiều khi mọi người dự đoán cơn bão nhỏ nhưng mà rốt cuộc nó lại là một cơn bão lớn, và khi mọi người không có chuẩn bị thì nó lại là tàn phá ghê gớm. Thì người ta khuyên mọi người nên chuẩn bị, và chuẩn bị không có gì gọi là thừa cả, tại vì mùa bắt đầu mình đấy, thành phố đã bắt đầu vô một cái mùa bão rồi, thì không có bão này thì sẽ có một cơn bão khác kế tiếp, thì nó đã vô là cái mùa bão, thì tất nhiên là không phải là một cơn bão này thôi, mà là có thể có nhiều cơn bão khác. Năm nay người ta dự đoán sẽ là rất là nhiều bão, thì chỉ biết vậy thôi, trong khi đang bị Covid-19 và bây giờ tới mùa bão thì lại bị hai ba thứ dồn dập, thì hy vọng mọi người sẽ tai qua nạn khỏi và mọi người sẽ bình an. Gần tới khu nhà mình rồi, mình sẽ xuống ra khỏi cái freeway, gọi là freeway, gọi là cao tốc, thì mình sẽ quẹo vô cái đường này để mình bắt đầu mình về nhà. Thì tình hình vẫn bình thường, hy vọng là mình sẽ bình thường và không có gì thay đổi nhiều, và bão cũng sẽ không mạnh mẽ để mà tàn phá cuộc sống của con người, thì hy vọng mình sẽ bình an. Và xin cảm ơn mọi người đã xem video này, và chúc mọi người bình an. Và xin nhắn tin đăng ký kênh, và chúc mọi người bình an. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình quẹo vô cái đường nhỏ này nè. Mình sẽ quẹo vô đây, cái nhà mình ở phía trong đây. Cảm ơn mọi người. Bye bye.